Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn Ngữ văn 7. Trước khi vào bài học, cô mời các em tham gia một trò chơi. Cô sẽ trình chiếu những món ngon ở Hà Nội. Trong vòng 30 giây, các em hãy thử đoán xem đó là món ăn nào nhé. đây là món bánh cuốn thanh trì món xôi đây là một món ăn cũng rất là quen thuộc với người miền nam chúng ta đó là món phở bún ốc Bún riêu cua Bún chả Hà Nội Bún bung Và đây là miến lươn Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị đầu não của cả nước mà còn là một vùng đất ngàn năm văn hiến. Nhắc đến vùng đất Hà Thành này, người ta nghĩ ngay đến 36 phố phường với những vẻ đẹp cổ điển và đương nhiên cũng không thể nào quên một món ăn vặt đơn giản nhưng cũng rất thanh nhã, đó chính là món cốm làng Vòng. Món ăn dân dã này được Thạch Lam đưa vào văn chương hết sức tinh tế và độc đáo trong bài Một thứ quà của lúa non, cốm. Mời các em bắt đầu vào bài học. Một la mã đọc tìm hiểu chú thích. Một nhỏ tác giả. Thạch Lam sinh năm 1910, mất năm 1942. Ông là cây bút văn xuôi đặc sắc là thành viên của nhóm tự lực văn đoàn. Thạch Lam thường quan tâm đến những con người bình thường và cả những người nghèo khổ trong xã hội với tinh thần nhân đạo và sự cảm thông sâu sắc. Ngòi bút của ông đặc biệt tinh tế và nhạy cảm khi nắm bắt và diễn tả những cảm xúc và cảm giác của con người, trước thiên nhiên, cuộc sống và của chính mình với lối văn nhẹ nhàng, trong sáng mà sâu lắng. Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ, tác phẩm. Xuất xứ, rút từ tập tùy bút, Hà Nội, 36 phố phường. Thể loại tùy bút. Phương thức biểu đạt, tự sự, miêu tả, biểu cảm, bố cục văn bản gồm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến như chiếc thuyền rồng nói về cội nguồn của cốm. Phần 2 tiếp theo cho đến thức quà nhũn nhặn nói về giá trị của cốm. Phần 3 là phần còn lại cách thưởng thức cốm. Chúng ta chuyển sang phần 2 là mã đọc tìm hiểu văn bản. Đầu tiên, các em sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của cốm trong phần 1 nhỏ. Chúng ta cùng theo dõi đoạn văn sau đây. Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết các bạn có ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ dưới ánh nắng giọt sữa dần dần đông lại bông lúa càng ngày càng cong xuống nặng vì cái chất quý trong sạch của trời bằng việc sử dụng một loạt những từ ngữ rất tinh tế những động từ và tính từ như lướt qua nhuần thấm cái hương thơm thức quà thanh nhã và tinh khiết ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non cái vỏ xanh kia giọt sữa trắng thơm hương vị ngàn hoa cỏ cái chất quý trong sạch. Với những từ ngữ ấy kết hợp với việc cảm nhận vẻ đẹp của cốm bằng nhiều giác quan, lời văn trang trọng tinh tế, giàu cảm xúc và giàu chất thơ, nhà văn Thạch Lam đã cho người đọc cùng nâng niu từng hạt cốm. Những câu văn thật mượt mà. Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Với những câu văn rất là mượt mà, chúng ta nhận thấy được cốm là một sản vật rất tự nhiên của đất trời, là chất quý trong sạch của, của trời, trong vỏ xanh của hạt lúa non trên những cánh đồng cốm gắn liền với những kinh nghiệm quý về quy trình cách thức làm cốm được truyền từ đời này sang đời khác. Điều đó được thể hiện trong đoạn văn đợi đến lúc vừa nhất mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về rồi đến một loạt cách chế biến, những cách thức làm truyền từ đời này sang đời khác, một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn. Trong đoạn văn sau đây, tác giả đã miêu tả hình ảnh của những cô gái bán cốm. Các cô gái vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy. Các người của Hà Nội 36 phố phường vẫn thường ngóng trông cô hàng cốm xinh xinh, áo quần gọn ghẽ, với cái dấu hiệu đặc biệt là cái đòn gánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng. ở đây chúng ta thấy được hình ảnh những cô bán cốm duyên dáng thanh lịch cốm đã trở thành một nét đẹp của văn hóa hà nội tóm lại nguồn gốc của cốm được khái quát trong sơ đồ sau về cội nguồn của cốm đó là từ lúa nếp non đó là tinh túy của thiên nhiên đất trời cách thức làm cốm rất bí mật và trân trọng thể hiện sự công sức, sự khéo léo của con người. Thời gian làm cốm là mỗi độ mỗi độ thu về, địa điểm đó là làng vòng ở Hà Nội. Đây là những hình ảnh đẹp giản dị về cốm và những con người nâng niu từng hạt cốm. Từ đó chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ giá trị của cốm. Trong đoạn văn nói về giá trị của cốm thì có mấy lời bình. À, về giá trị của cốm, đó là những lời bình nào? Lời bình luận thứ nhất Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc giản dị về thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. Lời bình luận thứ hai, ai đã nghĩ đầu tiên dùng cốm để làm quà siêu Tết, không còn gì hợp hơn với sự vương vít của tơ hồng, thức quả trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi, hồng tố, hồng cốm tốt đôi và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa, màu xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng ngọc, của hồng như ngọc lựu già, một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được lâu bền. ở lời bình luận thứ nhất đó, gợi cho em cách hiểu mới mẻ nào về cốm. Các em hãy trả lời chọn một trong bốn câu sau. Vậy cốm là thứ quà riêng biệt của đất nước, là thức dân của những cánh đồng lúa, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, cái giản dị, thanh khiết của đồng quê nội cỏ. Đó là câu A và câu B. Cốm là đặc sản của dân tộc. Cốm là quà tặng của đồng quê. ở lời bình luận thứ hai tại sao tác giả lại nghĩ cốm lại nghĩ đến cốm thì lại nghĩ ngay đến món quà siêu tết vì việc dùng cốm làm lễ vật siêu tết thật thích hợp và có ý nghĩa sâu xa sự hòa hợp và tương xứng giữa hồng và cốm được phân tích trên những phương diện nào đó là hai phương diện màu sắc và hương vị màu sắc của cốm thì màu xanh của ngọc thạch màu ngọc lựu già đó, thể hiện được hình ảnh so sánh mang vẻ đẹp cao quý, à, vẻ đẹp và màu sắc cao quý. Còn hương vị của cốm là thanh đạm, ngọt à, kết hợp với vị ngọt sắc của hồng, à, nâng hai bên nâng đỡ nhau. Thể hiện được giá trị vật chất, tinh thần, nét đẹp văn hóa dân tộc Đây là hình ảnh quả hồng và cốm. Đây là những chiếc bánh cốm. Tác giả đã bày tỏ quan điểm của mình về tục lệ siêu Tết của người Hà Nội. Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bẩy, hào nhoáng và thô kệch bắt trước nước ngoài. Những kẻ mới giàu vô học có biết đâu thưởng thức được những vẻ cao quý kín đáo và nhũn nhặn. Từ đó chúng ta chuyển sang phần 3 nhỏ, cách thưởng thức cốm. Chúng ta cùng đọc đoạn văn sau. Cốm không phải là thức quà của người ăn vội, của người vội. Ăn cốm phải ăn từng chút ít, thông thả và ngẫm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy thu lại cả trong hương vị ấy, cái mùi thơm phức của lúa mới, của hoa dại, hoa cỏ dại ven bờ. Hỡi các bà mua hàng, chớ có thọc tay mân mê thức quà thần tiên ấy. Hãy nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chiêu mà vuốt ve, phải nên kính trọng cái lọc của trời, cái khéo léo của con người và sự cố, cố tìm tàng và nhẫn nại của thần lúa. Sự thưởng thức của các bà sẽ được trang nhã và đẹp đẽ hơn và cái vui cũng sẽ tươi sáng hơn nhiều lắm. Từ đó em rút ra được điều gì về cách thưởng thức cốm Chúng ta cần thưởng thức cốm đó, bằng nhiều giác quan là khấu giác, xúc giác và thị giác. Đây không phải là cách ăn thỏa thích, ăn cho no bụng mà ăn chậm để ngẫm nghĩ từng chút hương vị của cốm, của màu sắc, của tất cả các xanh non dịu dàng, mềm dẻo ướp trong hương sen. Những lời lẽ ấy cho ta thấy tác giả có thái độ như thế nào với cốm tác giả luôn luôn trân trọng xem cốm là thức quà riêng biệt của đất nước là thức dân của những cánh đồng bát ngát xanh mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ sự tinh tế và thái độ trân trọng cái nhìn văn hóa trong ẩm thực cách thức mua cốm thì cần phải nhẹ nhàng nâng đỡ vuốt ve thanh nhã lịch sự thể hiện được ngôn ngữ trang trọng, giàu chất thơ, thể hiện thái độ trân trọng của tác giả. Bà La Mã ghi nhớ sách giáo khoa trang 163. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dân của những cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ bằng ngòi bút tinh tế, nhạy cảm và tấm lòng trân trọng, tác giả đã phát hiện được vẻ đẹp văn hóa dân tộc trong thứ sản vật giản dị mà đặc sắc ấy. Đây là sơ đồ tư duy về những nội dung chính trong bài. Đây là những nội dung chính các em cần ghi vào trong tập. Hướng dẫn tự học, về nhà các em hãy sưu tầm một số câu ca dao hay là tác phẩm văn học có hình ảnh cốm Viết một đoạn văn khoảng 10 câu bày tỏ cảm xúc của em đối với một sản vật của địa phương em. Hãy học thuộc phần ghi nhớ à, và soạn bài nhé. Chúc các em học tập tốt.